thịt cộp mà con bắt cái chảo mỡ heo mà mày để tỏi rồi vô mà sôi rồi mình mới thả thịt vô đó. Dạ. Mày đẩy không kịp là phóng ngoài đất á. Năm nay nuôi cống cho nên không biết nguyên nhân sao mà cái hồ nước cho nó bị khô, do hạn quá hay sao không biết. Hay là do người ta xả nước đi, rửa hồ đi cho cá mới xuống, do nó nước mới. Thế nó đặt dòi nó bơm qua chùa Vạn Linh một hàng dòi đó, không biết nó bơm nước gì, nước tiêu hay sao. Với lại dường như là cái hồ đó có thời gian người ta sẽ rút nước đi để người ta thay nước mới không tôi, tại vì cái lượng cá nó nhiều và cái lượng mà thức ăn người dân mình để cho mấy cá ăn nó dơ nó bẩn quá. Cá đó còn ăn được đâu, nó hôi thức ăn chịu. Cá phi có hầm. Nhiều con mười mấy ký đó. Đậu tóc phi với mấy con cá gì, con cá chơi phi. Con cá chơi phi với không tôi, đậu con lậu nó bự khủng khiếp lắm rồi. Mười mấy ký rồi. Đợt rồi nó cũng khô, đợt rồi khô nghĩ chắc có lẽ là người ta đang ấy cái gì đó. Bây giờ nó còn mới lồng lạch, nó vét lại rồi. Nó có không, nó có đục xuống sâu không? Thấy chắc còn sâu. Thấy cá nó lội cặp bờ hàng. Như năm nay thời tiết năm nay nắng nóng hơn mấy năm trước, hạn năm nay hạn cũng hơi bị lâu, năm thịnh mà hơi lâu, con nghĩ nếu mà chịu mưa chắc mưa cũng bị thúi đất luôn á. Năm nay năm thịnh hả? Dạ năm thịnh. Nhưng mà nắng mấy ngày nay nắng nhiệt độ nắng khiến con người ta cũng hơi bị quả gì đó luôn. Nắng quá nắng, kéo may thì có kéo may mà không thấy mưa. Mưa chỗ nào đó có mưa rồi. Dạ. Vùng khác có mưa rồi. Mà mưa chắc cũng không lớn đâu, có mưa gần gần mình, trời gần mình nghe. Dạ. Con năm mưa sớm tới mấy ngày Tết là đã mưa rồi. Hình như Tết giờ trên mình là không có mưa luôn đúng không Tư? Năm 75 nó mưa cái tao vớt cá trạch với bùng binh bà nội. Cũng có làm gì tao cạp đựng nước uống lấy mần mắm cá trạch hết. Ủa cá trạch mắm được không Tư? Quá nhiều rồi con bận gì phơi khô đầy bao hết rồi. Dạ. Tôi thấy vậy cắt đầu mần mắm. Mần mắm ngon, rất ngon. Năm 75 là năm đó năm thịnh hay sao đi? Không biết đâu, gì à, không tôi không nhớ. Cá là do mưa nó đi không được. Vậy phèn. Ồ, vậy phèn nghĩ lên thứ gì chưa nổi. Bà nội nó ngừ nước dùng lỗ xúc ông xúc đổ đóng lên bờ mần khô. À. Dùng bao đầy ém bao. Vậy phèn thì chặt mẹ chặt con lên hết luôn. Lên hết, nó ngừ đầu. Rồi lựa cá chạch lớn không, mần mắm cá chạch con bỏ. Mần mắm ăn rất ngon nhưng mà con phải cắt ra. Con mắm mần đỏ tư ngon lắm. Bị mình cắt không đứt, cái da nó dài dữ lắm không Từ? Dài nhạch. Con lươn con mần mắm đứt chứ con cá chạch mần cắn không đứt. Phải cắt miếng ra rồi nhai luôn, nuốt luôn chứ còn không, cái da nó nhai không đứt. Cái đó là mình đang sống là mình vậy, còn mình chân nó mềm không thôi. Mềm. Ờ, chân người vẫn mềm bình thường. Ừ. Còn chân để gia vị rồi ăn nó cũng ngon. Mà làm mắm con thấy có gì có trái đu đủ mình đó, mình để vô cái con mắm mà mình làm ra là nó lại ngon nha, nó lạ được đó. Con mắm nó cũng ngon, miếng đu đủ nó cũng ngon nữa. Đu đủ nhận mắm con ăn không nguội. Nhờ. Xe mắm ăn. Ăn hết một cơm không hay không Từ. Ừ. Rồi đầu cá bông 4-5 kg rồi lớn vậy nè. Nhờ. Rồi con lấy tóp mỡ, đậu phộng rồi này kia rắc vô trong củ hành rồi để vô. Chừng cái thịt ba rọi heo đó. Nhờ. Cắt chừng cái rồi này chấm rau mà ăn, rau luộc mà ăn. Ăn hoài rồi được hoài.
Không, mà có thấy nếu mà ăn mắm chưng á, thì mình lựa những con cá lớn ngon, còn nếu mà ăn mắm sống á, con nghĩ là con cá chốt là ngon nhất. Cá chốt như cá sặc. Ủa sặc bổi mình có làm mắm được không tôi? Không, con nói bị chất dầu như nó nhiều. Tao bỏ bị dầu nhiều, con làm mắm nó không bằng cá chắc. Để mình cá chắc trong. Mà con cá sặc nó xương vậy mà làm mắm ra sao ăn nổi ta? Ngon lắm, con cứ xé ra, con test ra cắt lóc. Mắm cá sặc con kho ngon nhất. Kho thịt rồi này kia, có thể mình con ăn nửa ký thịt bình thường không hết, nhưng mà kho mắm này ăn hết 1 ký. Cái mùi nó ngon khó chịu luôn không Tư? Mùi quá nhiều. Phải ăn với ông cháu ăn cờ hủ nhất ăn mắm không. Đó làm cho hết. Cái đậu cá bông mà con chưng với tép mỡ rồi này kia, củ hành rồi này kia, cái giữ ngon. Còn mà hồi đó gia đình con hay chưng chưng Rau mắm luộc. với lại gì ta, chưng mắm với lại hột gà không Tư, mắm bồng chưng hột gà không Tư. Hột gà con quậy vô mắm bằm rồi cái chân hột gà quậy củ hành đậu phộng rồi để vô quậy chân Ồ, ăn nó ngon lắm, ăn nó ngon kỳ cục á. ngon. Rau muống luộc, rau lang gì con hái, rau đồng con ăn hồi xưa mình ăn vậy mình nó không có độc, còn giờ thuốc độc nó xịt con ăn đâu cũng độc, cái gì nó cũng độc tới mình chết. Ăn chay cũng bị ăn độc luôn nè, mà ăn đồ ăn cá thịt cũng bị độc luôn, cá thịt thì cá nuôi, thịt nuôi không. Ăn chay con ăn rau cỏ Dạ. nó cũng thuốc độc luôn, Rau cỏ giờ cũng thuốc không tôi. thuốc đâu mua rau ngon bông cải rồi kia nó thuốc dữ dằn. Hà Nội nhớ rồi đó bà con, bà cho mắm một lần xây cái mấy dạ tôm khô vậy. Chữ gì không Tư? Mà mấy chục hũ mà. Thôi ơi. Ồ ông cầu ông đâm cá bông tân đâm về sáng ông đâm tới trưa cái nửa xuồng rồi về ăn cơm rồi đâm giấc chiều cái nửa nửa xuồng mần. Có bữa mần khuya đốt lửa lên mần. Mấy cá bông lớn đó mình làm mình có mắc lột da không Tư? Không không mần chỉ xẻ ấy, xẻ lưng rồi thì kia rửa sạch, nhất là cái đầu cá bông chừng 4-5 kg con chân cái tô vậy nè, đập hột vịt củ hành đậu phộng rồi để vô cái chân tất bở rồi vô chân. Ủa con cá bông nó bự vậy mà mình làm món nó vô nổi tới bên trong sao ta? Cho không có muối không bằng 7-8 kg con mắm á, mười mấy ký nó còn sống, mười mấy ký mần mắm còn 7-8 kg miếng là ruột gan bỏ ra hết. bỏ ra hết chứ nó tớp lại nó rõ nước á, tớp lại nó còn 7-8 kg Cái đó mình có rút xương ra không Tư? không để xương vậy chừng nào con mần mắm ruột rồi con thái ra, thái xác thịt không đám cưới rồi đó, đám cưới chú Tư anh Tư một con heo một con bò tao đem ra cái dĩa hột xài mắm ruột đó đậu nữa, bò heo không bỏ hết quay ngang nhậu mắm không bà đậu nhậu một cậu đòi la lần sau con sát kịp hết rồi phải cha, nhất là mấy ông tự tộc không có đủ, mẹ ăn mắm còn ngon hơn ăn cái gì hết, ăn no luôn không hay. Rồi riết đó rốt cuộc cái tối cho ta xin lấy cái đầu nó bằng chi 7-8 kg luôn mà ta chưng rồi bằm mỡ heo rồi này kia chưng vô sao không ăn, dùng rau muống luộc với rau lang đó không ăn một ngựa luộc một đầu bằng đầu giờ luộc ít không ăn quá luộc nữa. Nhưng mà nó cái món mắm là cái món là được gọi là đặc trưng của người miền Tây mình, ai cũng thích hết trơn không Tư? Thích. Có cái món bù hấp người dân tộc mình ăn được. Nó thúi nó gắt dầu á. Thúi nó tanh luôn. Thúi tanh bị nó đâu trao thính vậy. Có thính.
ảnh ra gạo ảnh rắc thính vô cổng thì ảnh lấy không cao đường như mình không mắm đó. Anh để cho xịn ảnh muối mà thì nó không mắm không ngon, anh chỉ cần hút nước à. Của đặc sản của người ta đó, bún mà nấu cà chơi với mắm đó là mày lại để xuống là mày thấy người ta ngồi ăn đem mấy tiền hủ tiếu phở rồi ế thấy bà nội. Gánh bún nấu với cà chơi thì kia là anh ngồi lắc anh ăn. Ăn cả bánh canh đi ta. Nhà nhà tôi cũng được. Có con thấy cái món bún mà họ làm cái bún giống như bún cá của người Việt mình làm, tôi miếng cá vậy, miếng cá của anh chơi anh làm mấy nhừ mấy nhà vậy đó. Anh làm bà anh xé anh dần cho nó anh, nhừ luôn. Vẽ cá ra không còn thịt đâu, tả tơi ra như dạ, bông gòn vậy đó. Dạ dạ đúng rồi. Thì bún ảnh bù hốc đó. Vậy hả ông Tư? Ừ. Trời ơi. Mình ăn được đâu có hưởng trái ngửa rồi. Dạ. Ăn ngon nhất quá. Có chứ, còn có thấy thấy cái loại cái cá. Cái nhà 5-7 người cá lóc bằng chân cái người ta ăn đủ bữa ăn ta. Quất tô nước mắm vậy. Dầm bù hốc gì động lên cá nó rẻ rẻ ra nó dầm tan nát như bông gòn rồi cứ quét múc vậy đó. Không nhưng mà con thấy người dân tộc mà sống đi dần cuộc sống mà thấy nó hơi tham khổ, nhưng mà con người họ nó khỏe nó mạnh lắm tôi. Mạnh. Vì con người ta không ăn quá chất như ông cháu mình. Dạ. Mình ăn quá chất nhiều quá mình. Mà thật sự ra con thấy là họ sống cuộc sống họ ăn rau cỏ, họ ăn rau đồng cỏ nội là nhiều, họ không phải như mình đâu. Đúng. Bị mất con ếch, 2-3 con cua rồi gia đình 5-7 người đủ ăn rồi đó. Yeah. Ếch nướng rồi cũng dầm vô nước mắm tả tơi vậy, không được xé đùi ăn như mình đâu. Xé đùi ăn sao còn. Tại mấy cái hồi trước con có sống trong một cái khu dân tộc người Khmer sống thời gian cũng khá là dài, người ta biết thấy hồi con hồi đó trên mé lộ đó Khmer nhiều lắm chứ giờ đó ở gần mình đông quá nó bỏ đi không đi không tôi, tại vì cũng còn nhiều nhưng mà có cái vô mấy cái sốc đó trong còn nhiều lắm, nhưng mà họ sống hiện giờ là họ theo cái lối sống của người Việt mình hết rồi. Họ còn sống như họ không có theo cái tập tục của người anh xưa. Gói bánh mềm sụp mà bánh tết anh là anh mướn Việt Nam mình con ăn không có được, bánh tết của họ gói cái đòn bắp dúi vậy, có cái là muốn một bắp đùi mình chứ mà mềm sụp mà dạ. Không có dễ giặt như mình anh. đậu với nếp mà nếp ngon thiệt. Đậu với nếp mà ăn không được là nhách thằng nhiễu ăn không được, anh đâu có ướp ấy như mình. Mà họ có cái là thấy họ mà quen mình rồi đó, họ những cái tết những cái gì đó mà họ có đồ ngon mà họ đem họ cho mình đó. Đúng. Cái đó là cái con thấy có thật. Cái tập quán của người ta vậy đó. Dạ. Quen con là đem tết, đem bánh cho con. Dạ. Rồi tết con cho lại. Dạ. Tết mình cho. Mà sau này họ dường như là họ lai Việt Nam hết, họ gói bánh họ sau này cũng ngon như mình y chang, ốp đồ giống y mình vậy đó. Kêu Việt Nam mình gói. À vậy hả ông Tư? Ừ. Mướn. Mướn cái ăn cấp nghề luôn. Ừ. Chứ ở quen rồi con qua gói bà nội đó vô chùa mới chùa Vĩnh Trung này đóng bánh nó chắc bằng cái nhà ông thôi ơi. Đem vô cúng chùa thầy chùa tao nói tao vô thầy cho ăn hết ta bán bánh mày đi hết nổi luôn cùng 2-3 giai 2 cùng tay bán bánh gì mà ăn tới tháng sau còn bánh mà yeah. Ủa rồi mấy vô rồi đem vô cúng chùa mấy ông thầy ăn cho hết ta? Ăn gì hết rồi cho bớt. Ăn đâu hết. Thì cứ nhà hai đòn rồi con tính ví dụ 100, 1000 cái nhà là nhiêu rồi. Yeah. Đóng bánh hết hồn hết chứ. Thì theo ví dụ con tu thành quen đóng. Như chẳng hạn như dòng họ con làm sải cả sải phó trong đó, thật cũng yeah. Lớn. Như cỡ ông này vô chùa ăn cơm không à, không ăn cơm nhà đâu. Xách cơm vô chùa rồi niệm Phật, cúng dường vô Phật rồi cái ăn trong chùa luôn rồi mới mang đồ về. Dạ. Nhưng mà họ có cái quy chế, quy định theo nhà Phật rất là nghiêm, trang nghiêm, giống như là nghiêm khắc đó không thưa?
tức là khi mà họ thọ trai ấy, là họ bài hết ra nguyên một cái khu rồi đó. Xong cái bắt đầu là một là có ông sư cả, thì sư cả phải cầm muỗng ăn trước một miếng rồi tất cả đệ tử sau mới được nhận dùng, còn nếu không có thì sư phó cho tay việc đó, chứ Đúng rồi, không có phải bay lên đũa cà mầm như mình đâu. không có đâu, ngồi có hàng trên chùa, ngồi có hàng ông cả ông phó là ngồi trên trước, những người lớn tuổi ngồi gần đó, rồi nhỏ nhỏ ngồi dài dài xuống, cúng xong xuôi rồi người ta ăn nghiêm trang lắm, một hai trăm người với bữa cơm người ta ăn không ồn ào, còn mình ăn cơm là dậy khóc léo chéo léo chéo vậy. Tụi nó nuôi cọp với cọp con rồi đó, nuôi nó có quay cái đoạn phim đó, thằng kia cả thái nó nuôi cọp hồi nhỏ lớn lên rồi anh thả ra tắm nước rồi kia, chừng ảnh lên núi anh tu cọp đi theo luôn, à Thôi. anh ngồi trong cái lòng bàn cái ấy, dù anh phủ xuống thì anh ngồi gọn trong, anh ngồi không là ngủ ngồi luôn, còn cọp nằm bên cọp nhà ở bên cọp bắt cọp con bên lái thầy chùa mua lại cái nuôi trong chùa giỡn với mấy thầy chùa tắm đùng đùng giỡn hả. Mình nuôi đó hồi lúc còn nhỏ Còn mới nhỏ sanh ra thì mình nuôi nó giết thì nó quen với con người, nó mất đi cái tập tính của loài thú hoang dã thì nó không có gây hại, còn nếu mà nó mình thấy là nó nguy hiểm. giỡn cút bắt nhảy theo kinh quay phim đó, tắm lội chụp phóng leo bờ phóng trên phóng xuống chụp cười chứ. Trước giờ ông Tư có từng ăn thịt cọp lần nào chưa ông Tư? Có kỳ đó có ở ngoài đi ngoài ấy có ăn lần một thịt cọp mà con mắc cái chảo mỡ heo mà mày để tỏi rồi vô mà sôi rồi mình mới thả thịt vô đó, mày đẩy không kịp là phóng ngoài đất á. Ủa sao kỳ vậy ông Đức? Thịt cọp nó kỵ chảo gan hay gì đó Ngộ không bộ nó phóng ngoài đất tất anh, à. một con đầy chậm là không còn cục nào nữa. Thịt cọp con mới luộc trước rồi con mới xắt ra con xào nó không nhảy, cái thịt sống mà nhà mày xào mày đổ vô như thịt heo thịt đồ này kia là nhảy ngoài đất. Ô ngộ ta, kỳ cục như ta. Cái đó là ông Cồ nói chứ ông Tư chưa thấy cái đó không Tư? Chưa À mình có dạ ăn đâu mình thấy có kỳ đó, ở ngoài Long Khánh nó ăn được là Cái đó là mình mua hay là do bắt được được mua à? mua người ta bắt được, người ta gài Dạ. cục bảy gì Nó có khi mà ông Tư ăn thịt cọp so với những loại thịt khác nó giống nhau hay khác nhau ở điểm nào không Tư? cọp nó ngon lắm mày, đỏ lòm như thịt bò mình mày, Nó có thơm mùi cọp không Tư? nó tanh dữ lắm rồi. Ừ. Con xào đó săn rồi đổ nước nó bỏ rồi mới úp lại mới Trời xào sao mình ăn trời. được, bị nó ăn thịt rừng không à, tắt cũng như con rái mà con xào xào chuột hay xào thịt heo mình con ăn đâu được, phải xào một nước cho nó săn thịt rồi con mới chắc nước nó bỏ rửa lại bóp rồi mới úp gia vị vô mới xào lại nhà nếp nó quết dưới lá cây đó nó quết rồi nó lót lá chuối rồi nó ngủ mang về về công nhận luộc cần nó ngon. Luộc cần con mới uống thì con khó uống, nó bị nó chua chua ngọt ngọt đắng đắng Nó có hậu chát không? chát chát Vậy mà bình thường ba bốn vị vậy năm con vị. 5 vị luôn hả ông Tư? Ủa cái đó mà gặp cho con mà uống được đó, chắc con không dám uống 5 6 vị ai dám uống. Bia uống đâu lợi nó ta, nó ngon gấp mấy lần của bia. Mà độ cồn nó say như bia không Tư? Nó chịu say ra một lần say đi bệnh viện luôn, say một tuần lễ ngồi không nổi, Thôi rồi. Lúc không uống đi người ta không say. cũng say, nó say lần lần nó say hoài, tắm rửa gì cũng không hết, nó say bền công nhận. Ruột cần nó hút cái ruột cốt ra nó đục ngầu như con đâm gạo mà bột gạo lỏng vậy đó, đục vậy đó.
rồi bà mới nếp, bà lấy cái ống lồ hồ bà cà cà nếp lứt, bà cà cho sạch vỏ trên bà rang, bà già nuôi ông bà rang cái vàng cho bà trai, bà bỏ mấy chục hộp trong bà nhét nút đóng là chừng năm sau mày dở mày uống rượu tây đâu ha. Bà nội cái ly nhỏ xíu uống để nuốt không nổi, là cái chai đó là chai rượu cần à, ba cũng nó mới làm rồi. Ờ cái rượu cần trong tỉnh đó rút ra để vô chai rồi bỏ nếp vô. Ờ rang nếp ở để trong rồi nhét để dựng xanh quanh trước nhà. Thôi năm nay nó qua năm uống mới ngon, khách quý mới đại con rót ra ly uống. Mày cái ly nhỏ mình con hớp ly đó con đâu nuốt nổi, cái ly đó phải mày phải hớp ba hớp bốn hớp thôi nuốt nổi, nó thơm nó gắt nó ngon kỳ cục. Bởi tao uống hai ba ly nó mới say gì hai trực thăng chở đi Sài Gòn nằm bệnh viện. Uống rượu mà tao nằm bệnh viện. Bữa đó bắt được con nai con heo rừng nước bùi nai ảnh mần ra đàng hoàng, rồi anh lấy cái phèo nai anh nặng vô nước mắm con thấy thấy lình bình anh quậy sạch sạch đâu chấm, rồi chừng mình ăn thịt heo mình chấm nước của mình làm gia vị chấm không ngon mà khi chấm vô đó ngon, chấm vô cái nước ngon mắm anh mần đó ờ cái phèo trong phèo đó mình chấm nó ăn nó thơm nó ngon kỳ lạ. Cái đùi con nai rồi con cạo than ra hết để chờ than chung quanh rồi chắc cái đùi ngay giữa lấy cái lưỡi lê mình con đâm vô rút ra nó lộn cục rồi. Lớn chân cái mình vừa miệng lắm. Ôi cái đó mình không cắt nó đâu có đứt sao kỳ á, bị thịt ở ngoài lửa nó cháy cứng ngắc hả như da vậy đó. Con mới đâm lủng thịt trong nó lòi ra miếng cắt ngang đó. Cứ ăn hoài rồi ăn riết rồi còn cái lớp da ở ngoài đó lát con ăn như cơm cháy mà nó thơm phức. Dạ. Nhậu bà nậu nhậu. Ủa mấy cái đó cái tiệc mà bây giờ thì mình không mấy chứ hồi xưa mình gặp mấy cái tiệc đó thôi ngồi đó mình nhậu biết nào mà cho say. Mà nếu mà trúng độ nha, độ mà thân thích quen anh em quen thân á. Ôi nhậu đã lắm, đào cái mương 10 ngang 3 thước bắt cái cây không có cây vịn. Lấy cây bắt ngang rượu uống rượu giờ chưa ấy đi qua thịt bên này rượu bên kia uống rượu rồi qua mới ăn thịt đi rụng ở vỗ tay mừng đi lát mình láng bờ mương té xuống rượu lắm chơi nhiều cái trò gần tết anh á dùng trống da trăng anh bịt đầu kia anh bịt phân nửa tập tụm anh muốn mò anh ré vậy đốt lửa đùng chơi vui lắm. Ủa mấy cái tục đó bây giờ mà còn quay phim cho mọi người coi còn chứ, chắc đẹp lắm rồi nè. Thấy nó nhảy mọi muốn mọi hoài đó đốt đống lửa mần trâu rồi đó kêu là cúng gì nhảy lửa đó tết nhảy lửa tụi nhảy lửa là tụi con thấy không phóng vô con dậm dậm không vào hút lửa ầm ầm dân tộc gì đó thanh niên không đó nhảy vô lửa than đốt vậy nhảy chạy ra búa ra nhảy phóng. mấy cái phong tục đó hay cái tập quán của người ta con nhảy mà đàng hoàng rồi con mới cưới vợ được đó.